Thưa quý vị, thời gian gần đây trên Internet đang lan truyền thông tin cho rằng đóng bảo hiểm xã hội thì không có lợi bằng gửi tiết kiệm ngân hàng. Dù nhiều chuyên gia của Bộ Lao động và Thương binh Xã hội đã lên tiếng phản bác cách tính này, nhưng những thông tin sai lệch về cách tính này vẫn gây hoang mang trong một bộ phận không nhỏ người lao động. Ghi nhận tại buổi đối thoại giữa doanh nghiệp và Sở Lao động Thương binh Xã hội TP.HCM gần đây. Thời gian gần đây trên mạng Internet lan truyền bài toán so sánh giữa mức lương hưu mà người lao động đóng bảo hiểm xã hội hưởng được với lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng. Bài toán sử dụng các thông tin cơ bản như mức lương tối thiểu, mức đóng bảo hiểm xã hội và tỷ lệ hưởng hưu trí hàng tháng để so sánh với lãi suất tiết kiệm ngân hàng. Kết quả bài toán này cho thấy mức lương hưu mà người lao động được hưởng thấp hơn nhiều so với lãi suất tiết kiệm gửi ngân hàng hiện nay. Thông tin này sau đó cũng đã gây rúng động trong bộ phận không nhỏ người lao động. Các chuyên gia của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã phải lên tiếng, giải thích rằng cách tính này chưa đúng, chưa tính đến việc bù đắp trượt giá và tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, trao đổi với đại diện Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh trong buổi đối thoại mới đây, nhiều doanh nghiệp cũng đặt lại vấn đề này. Tại vì chính sách của mình là thường xuyên thay đổi nên làm cho người dân có cảm giác là lo lắng. Còn nếu mà mình cái chính sách của mình mà nó ổn định và mình cần phải làm cho người ta có cảm giác an tâm hơn. Tại vì mình thay đổi quá nhiều nên dẫn đến là người ta không an tâm. Còn nếu mà mình sau này mà mình làm chính sách tốt hơn thì chắc chắn người lao động cái quan điểm đó người ta sẽ suy nghĩ lại. Một số khác thì chọn đóng bảo hiểm xã hội nhưng chủ yếu là vì nó ít rủi ro hơn, chứ không hẳn tin rằng nó mang lại lợi nhuận tốt. Đó là ý kiến của mỗi cá nhân, họ cảm thấy như nào. Nếu mà họ lấy cái số tiền đó để mà họ đi gửi ngân hàng thì nếu mà ngân hàng họ không còn làm việc nữa hoặc là họ đóng cửa thì đó cũng là một cái rủi ro. Thì nếu như mà họ muốn bảo hiểm, họ gửi tiền để mà họ không có sợ rủi ro đó thì cái đó là ý kiến của họ. Còn nếu mà mình đóng bảo hiểm xã hội để mình hưởng lương hưu thì đó là cái mà an toàn cho mình, thì đó là do ý kiến của cá nhân thôi. Ông Nguyễn Quốc Thanh, trưởng phòng quản lý thu bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, bản thân ông cũng nhận được một bài toán từ người lao động. Theo cách tính của người đó, mức lương hưu của họ hưởng thấp hơn nhiều so với lãi suất tiết kiệm. Nhưng khi ông tính lại, mức lương hưu này đã được nhân lên rất nhiều. Chế độ hưu trí, người làm nhà nước thì được tính là bình quân 5 năm, 6 năm, 8 năm, 10 năm rồi tính ra lương cơ sở mới. Còn người làm ngoài nhà nước thì được tính cái hệ số trượt giá của những năm đóng, nó khác nhau. Ví dụ như vừa rồi thông tư 42/2015 Bộ Lao động tính bản này, 2016 Bộ Lao động tính bản trượt giá của 2017. Ví dụ cái người mà đóng bảo hiểm xã hội năm 2000 mức lương 3 triệu thì tại thời điểm 2017 này giải quyết thì sẽ được nhân cho 3,09 lần thành 9.270.000 so với mức 3 triệu đóng 2000. Như vậy thì cách tính là nó có gì đó là người ta vẫn có cái chưa hiểu xung quanh của ngày này. Cũng theo ông Thanh, quỹ hưu trí của Việt Nam vẫn được các chuyên gia quốc tế đánh giá là đóng ít hưởng nhiều. Theo một thống kê của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội vào năm 2014, thời gian hưởng chế độ hưu trí trung bình của một nữ lao động là 22 năm và lao động nam là 18 năm. Trong khi với mức đóng bảo hiểm xã hội tại thời điểm đó, số tiền tích lũy được cộng với tiền lãi chỉ đủ chi trả trong vòng 5 đến 10 năm. Hơn nữa, người lao động Việt Nam được nghỉ hưu khá sớm, ở mức 55 tuổi với nữ và 60 tuổi với nam. Trong khi các quốc gia tiên tiến như Mỹ, Nhật, tuổi nghỉ hưu lên đến 65 đến 67 tuổi, nên rõ ràng mức bảo hiểm xã hội của người Việt Nam đang theo hướng rất có lợi cho người lao động. Tôi nhớ một cái bài nào đó cũng như các anh chị phân tích trên mạng, anh chị nói là tại sao Việt Nam đóng lương quá cao 25%, 22% chủ yếu trước trước, nhưng Thái Lan chỉ có 7% à. Đúng không chị? Anh chị nào đọc, nếu anh chị nào hay đọc mạng chị thấy 7% à. Nhưng mà người ta không nói hưởng bao nhiêu. Mình đóng 75% hưởng từ 55 hoặc 50% tùy theo anh chị, 55% hay là 60% tùy theo, cho tới 75%. Nhưng Thái Lan họ chỉ hưởng từ 20 cho tới tối đa 30% cái mức tiền lương mà. Tuy nhiên, kết nối này của cơ quan bảo hiểm xã hội lại dẫn đến một lo ngại khác của người lao động, đó là nỗi lo bị vỡ quỹ bảo hiểm xã hội. Thực tế, theo báo cáo của Kiểm toán Nhà nước, chênh lệch thu chi quỹ hưu trí sẽ ở mức âm 35.962 tỷ đồng vào năm 2031. Quỹ bảo hiểm thất nghiệp còn 668 tỷ đồng vào năm 2020 và quỹ bảo hiểm y tế thì sẽ hết và bắt đầu âm vào 144 tỷ đồng vào cuối năm 2019. Đây cũng là lý do quan trọng khiến Bộ Lao động nhiều lần phải lên tiếng đề xuất nâng tuổi nghỉ hưu ở Việt Nam. Tuy nhiên, đại diện Bảo hiểm xã hội thành phố vẫn trấn an người lao động rằng quỹ bảo hiểm xã hội là công cụ thực hiện an sinh xã hội của nhà nước. Chắc chắn cơ quan chức năng sẽ không để xảy ra nguy hiểm với nguồn quỹ này. Và cũng xin khẳng định với các bạn là tổ chức bảo hiểm xã hội là một cái cơ quan trực thuộc chính phủ do nhà nước Việt Nam quản lý, chắc chắn sẽ không có việc vỡ quỹ. Tại vì tham gia bảo hiểm xã hội là trách nhiệm của chủ sử dụng lao động và người lao động để
thực hiện cái việc an sinh xã hội cho người lao động khi ốm đau bệnh tật về già. Do đó thì nói một cái cách nào đó là nhà nước Việt Nam phải có cái chính sách để bảo toàn cái quỹ bảo hiểm xã hội, đầu tư như thế nào để có lợi và có hiệu quả nhất để chăm lo cái an sinh cho người lao động. Hơn nữa, theo cơ quan bảo hiểm xã hội là một biện pháp phòng ngừa rủi ro khi người lao động bị ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thất nghiệp, hết tuổi lao động hoặc tử vong. Đây là loại hình bảo hiểm do nhà nước tổ chức và quản lý nhằm đảm bảo an sinh xã hội, và do là chi phí để phòng rủi ro cho bản thân và xã hội nên không thể tính lãi lỗ như các loại hình đầu tư và kinh doanh.